Cô chào các em. Chào mừng các em đã đến với kênh Lớp Cô Giang. Video hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 1 trong quyển sách tiếng Việt tập 1, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Và bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ bước sang bài số 60, ôn tập và kể chuyện. Các em hãy lật sách giáo khoa ra trang số 132. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học nhé. Hoạt động đầu tiên là hoạt động luyện đọc. Ở hoạt động này, chúng ta sẽ luyện đọc tiếng, luyện đọc từ, rồi luyện đọc đoạn. Các em hãy đọc theo câu nào. Đ ép dép nặng đẹp, đẹp. S ép xếp sắc xếp, xếp. K kiếp nặng kịp, kịp. C ấp cúp sắc cúp, cúp. R anh ranh ngã rảnh, rảnh. G en ghen huyền ghen, ghen. Đờ ân đinh huyền đình, đình vờ ách vách sắc vách vách chờ ít chết sắc chết chết đờ ít đít sắc đít đít sờ ăn sang sắc sáng sáng thờ ăn thăng hỏi thẳng thẳng vờ ân vân vân bây giờ chúng ta sẽ đọc trơn lại các tiếng này nhé đẹp xếp kịp cúp rảnh ghen đình, vách, chết, đích, sáng, thẳng, vân. Trong các tiếng này có chứa các vần mà chúng ta đã được học ở các bài học trước đó. Ví dụ như tiếng đẹp có vần ép, tiếng xếp có vần ép, tiếng kịp có vần ít, tiếng cúp có vần úp, tiếng rảnh có vần anh, tiếng ghền có vần ên, tiếng đình có vần in, tiếng vách có vần ách, tiếng chết có vần ếch, tiếng đích có vần ít, tiếng sáng có vần an, tiếng thẳng có vần ăn, tiếng vân có vần ân. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ luyện đọc từ nhé. Các em hãy đọc theo câu nào. Sờ ách sắc nặng sạch, sạch. Sờ e xe ngã sẻ, sẻ. Sạch, sẻ. Sờ in sinh, xinh đò ép đép nặng đẹp đẹp xinh đẹp thờ ép thép sắt thép thép di dây sắt giấy giấy thép giấy ca ép kíp nặng kịp. Kịp, thờ ơi thơi huyền thời thời kịp thời nhờ anh nhanh nhanh nhờ anh nhanh nặng nhẹn nhẹn nhanh nhẹn vợ ân vân vân lời ơi lơi huyền lời lời vân lời thờ ít thích sắc thích thích thờ ưu thu sắc thấu thấu thích thấu chờ anh trên trên chờ ít chết sắc chết chết trên chết thờ ăn thân hỏi thẳng thẳng hờ An hang huyền hàng hàng thẳng hàng Di úp giúp sắc giúp giúp đỡ đơ ngã đỡ đỡ giúp đỡ Bây giờ chúng ta sẽ đọc trơn lại các từ này nhé sạch sẽ xinh đẹp thép giấy kịp thời nhanh nhẹn vâng lời thích thú trên chết thẳng hàng, giúp đỡ. Tiếp tục, chúng ta sẽ luyện đọc đoạn. Cô có đoạn văn như sau. Các em hãy lắng nghe cô đọc mẫu bài trước nhé. Hà rất thích con gà bà cho. Sáng sáng, Hà dậy sớm chờ gà gáy ò ó o. Vậy mà mãi nó chẳng gáy. Một hôm, Hà tỉnh giấc nghe gà cục ta cục tác. Giờ Hà đã rõ vì sao con gà chẳng gáy như vậy qua bài đọc này thì chúng ta thấy rằng con gà của bà cho hà là một con gà máy cho nên nó không thể gáy ò o o được mà nó chỉ kêu cục ta cục tác rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luyện đọc nhé đầu tiên chúng ta sẽ luyện đọc một số từ ngữ khó trong bài r ức rất 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 thờ ít thích rất thích thích rất thích tờ in tinh hỏi tỉnh tỉnh Di ớt rớt sắc rớt Rớt Tỉnh rớt Tiếp tục chúng ta sẽ luyện đọc câu Đoạn văn có tất cả 5 câu Cô sẽ đánh số thứ tự vào từng câu Để các em thấy rõ nhé Bây giờ chúng ta sẽ luyện đọc từng câu Em nào đọc yếu thì có thể đánh phần trước Rồi sau đó đọc trơn lại Câu số 1 Hà rất thích con gà bà cho Câu số 2 Sáng sáng Hà dậy sớm chờ gà gáy ò ó o, o. Câu số 3. Vậy mà mãi nó chẳng gáy. Câu số 4. Một hôm, Hà tỉnh giấc nghe gà cục ta cục tác. Câu số 5. Giờ Hà đã rõ vì sao con gà chẳng gáy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ luyện đọc lại cả đoạn văn nhé. Hà rất thích con gà bà cho. Sáng sáng, Hà dậy sớm chờ gà gáy ò ó o. 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 Vậy mà mãi nó chẳng gáy. Một hôm, Hà Tĩnh giấc nghe gà cục ta cục tác, giờ Hà đã rõ vì sao con gà chẳng gáy. Rồi, bây giờ có yêu cầu các em hãy tự luyện đọc lại đoạn văn này cho cô nào. Các em lưu ý, khi đọc bài gặp dấu phẩy thì các em sẽ ngắt hơi, gặp dấu chấm thì nghỉ hơi. Để có thời gian đọc bài, các em hãy tạm dừng bài giảng của cô lại. Sau khi các em đọc bài xong thì các em hãy bấm tiếp tục để chúng ta học tiếp nhé. Các em đã đọc bài xong chưa? À, rất tốt. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang hoạt động tiếp theo, đó là hoạt động viết. Ở hoạt động này, các em sẽ viết cho cô câu ứng dụng như sau. Em vẽ vần trăng sáng. Các em hãy lấy cho cô quyển vở tập viết tập 1 ra, lập ra trang số 39, bài số 60, ôn tập các em hãy quan sát các chữ viết mẫu có trong vở tập viết và viết phần tập viết này vào trong vở tập viết cho cô nhé để có thời gian viết bài các em hãy tạm dừng bài giảng của cô lại sau khi các em viết bài xong thì các em hãy bấm tiếp tục để chúng ta học tiếp các em đã viết bài xong chưa à nếu viết xong rồi thì các em hãy nhờ người thân hoặc bạn bè kiểm tra giúp nhé bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang hoạt động tiếp theo đó là hoạt động kể chuyện. Ở hoạt động này, cô sẽ kể cho các em nghe một câu chuyện có tựa đề là quả và đàn bồ câu. Rồi sau đó, chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi ở bên dưới mỗi tranh. Đây là các bức tranh có trong câu chuyện quả và đàn bồ câu. Bây giờ, các em hãy lắng nghe cô kể câu chuyện nhé. Quả và đàn bồ câu Quả thấy đàn bồ câu được nuôi ăn đầy đủ, nó bôi trắng lòng mình rồi bay vào chuồng bồ câu. Đàn bồ câu thoạt đầu tưởng nó cũng là bồ câu như mọi con khác. Thế là cho nó vào chuồng. Nhưng quả quên khuấy và cất tiếng kêu theo lối quả. Bây giờ họ nhà bồ câu súng vào mổ và đuổi nó đi. Quả bay trở về với họ nhà quả. Nhưng họ nhà quả sợ hãi vì nó trắng toát và cũng đuổi cổ nó đi. Vừa rồi các em đã nghe cô kể câu chuyện quả và đàn bồ câu. Bây giờ chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi bên dưới mỗi tranh nhé. Tranh số 1. Quả bôi trắng lông mình để làm gì? À, đúng rồi. Quả bôi trắng lông mình để giả làm bồ câu. Tranh số 2. Vì sao đàn bồ câu cho quả vào chuồng? À, đàn bồ câu cho quả vào chuồng vì tưởng quả cũng chính là bồ câu. Tranh số 3. Phát hiện ra quả, đàn bồ câu làm gì? À, đúng rồi. Phát hiện ra quả, đàn bồ câu xúm vào mổ và đuổi nó đi. Tranh số 4. Vì sao họ nhà quả cũng đuổi quả đi? À, họ nhà quả cũng đuổi quả đi vì nó trắng toát, không giống như mọi con quả khác. Vừa rồi, cô đã kể cho các em nghe câu chuyện quả và đàn bồ câu và cô cũng đã hướng dẫn cho các em trả lời xong các câu hỏi ở bên dưới mỗi tranh. Qua bài học này, các em có thể kể lại câu chuyện Quạ và đàn bồ câu cho bạn bè hoặc người thân cùng nghe nhé. Như vậy, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo nhé.